Fornocino, một tình huống muốn đâm chung muối vào những người thích thượng. Họ chạy với follow, follow đang múa quá như mạnh. Phải nói là follow võ công quá cao cường, quá ghê gớm. Và đây là follow Tilo. Follow Tilo ui, một cái tình huống múa phải nói là cực cắt. Tú có người yêu, còn có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu rồi. Đánh quá ghê, những tình huống bồng hòa bồng bụng phải nói là đúng top 1, đúng bẩn.